Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục Điểm Tin Tối S News vào ngày 1 tháng 4. Và mình là Minh Anh, ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 1 tháng 4 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tin nhắn của một nữ doanh nhân đòi mua giống của anh với giá 40 tỷ. Đoạn clip đánh ghen của một người vợ leo lên xe đến mức túm tóc đạp tiểu tam như phim hành động. Virus bị cho là cánh bướm dối gian khi thông báo xóa kênh YouTube, nhưng thật ra chỉ là ẩn kênh. Và nhiều tin tức đáng chú ý khác có trong 24 giờ qua. Thông tin đáng chú ý mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã công khai đoạn tin nhắn của fan girl là nữ doanh nhân nhắn tin đòi sinh mũi giống của anh để sinh con với giá là 40 tỷ đồng. Sáng sớm ngày 1 tháng 4, ông Hoàng Nhạc Việt lại khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ về chuyện anh được đề nghị bán giống từ một nữ doanh nhân xa lạ. Cụ thể là do fan nữ này nhắn tin không bỏ dấu, nên Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần hỏi gặn để làm rõ câu chuyện. Theo đó thì fan nữ này đang có ý định sinh con, nhưng vì quá thần tượng Đàm Vĩnh Hưng nên muốn con mình phải mang giống của nam ca sĩ. Người này đưa ra cái giá là 40 tỷ, tuy nhiên thì ngay sau khi nhận ra ý định của fan nữ này, Đàm Vĩnh Hưng lại ngay lập tức từ chối. Trời đất, gì vậy em ơi, sorry em, bye em, anh buồn ngủ rồi. Trên trang cá nhân của mình thì anh còn kể với giọng hài hước rằng: trời ơi là trời, con gái bây giờ mạnh mẽ dã man, biết đầu tư quá hen. Rồi sao, bỏ bịch ni lông treo trước cửa rồi tự lấy hay là bỏ ngăn đá ship? Điều khiến cho dân mạng bán tính bán nghi hơn cả là tin nhắn của Đàm Vĩnh Hưng được nhận từ người phụ nữ lạ vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 4, tức là cả tháng 4. Thế nên cũng có khả năng là một khán giả vô tính nào đó đã cố tình chơi chọc nam ca sĩ trong ngày đặc biệt này. Một đoạn clip đánh ghen đã thu hút được sự chú ý mới đây khi người vợ đã bắt tại trận chồng mình ngoại tình. Người vợ còn leo lên thẳng xe ô tô, la hét, túm tóc và đạp cô tiểu tam như một bộ phim hành động. Một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên nhiều diễn đàn đã ghi lại cảnh người phụ nữ mặc váy chống nắng toàn thân đang leo lên xe ô tô đạp mạnh vào cửa kính với vẻ tức giận. Chiếc xe vẫn lao về phía trước và người phụ nữ thì một hai kiên định ngồi ở vị trí nguy hiểm, liên tục dùng sức đập vào kính xe. Cạnh đó thì một người phụ nữ khác cũng đang hỗ trợ người mặc váy chống nắng bằng cách là đu lên kính xe, la hét ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Theo chia sẻ của tài khoản đăng tải clip, người mặc váy chống nắng là vợ bắt quả tang chồng mình đưa tình nhân đi nhà nghỉ nên tức giận đòi làm cho ca lẻ. Đến cuối khi xe đã dừng lại thì người vợ vẫn la hét chỉ thẳng vào trong xe và yêu cầu bước xuống. Sau khi cả hai bên giằng co ngăn cản thì người vợ cuối cùng đã lôi được tiểu tam xuống xe. Đứng trước hai người phụ nữ đi đánh ghen thì tiểu tam chỉ biết cúi gằm mặt, người bạn đi cùng với chị vợ liên tục chỉ trỏ mắng nhiếc. Tại sao đã biết là đàn ông đã có vợ có con rồi mà vẫn như thế? Bất ngờ thì người vợ từ phía sau la hét: mày cướp chồng tao hả? Vừa túm tóc cẩu xé vừa đạp liên hoàn khiến cho Tuesday phải ngã dúi dụi vào lề đường mà không thể nào phản kháng. Tiếp theo thì chị vợ còn xông tới nắm chặt tóc và tát liên tiếp. Cơn thịnh nộ của người phụ nữ đã bùng lên đến nỗi những người xung quanh phải xông vào cài ngăn phòng tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ đánh ghen gây náo loạn đường phố này vẫn đang là chủ đề gây xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng. Những thông tin xoay quanh về vấn đề virus thông báo rằng sẽ xóa kênh YouTube với hơn 4 triệu người theo dõi. Nhưng mới đây thì nhiều điểm nghi vấn đã được tìm ra và mọi người cho rằng virus chính là cánh bướm dối gian, chỉ ẩn kênh YouTube vào ngày 1 tháng 4 chứ không hề xóa. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 4 thì nam streamer Virus đã đăng tải lên status trên trang cá nhân thông báo về việc xóa kênh YouTube với hơn 4 triệu người theo dõi. Trong video dài 14 phút, anh đã tâm sự chia sẻ rằng đây là một sự việc anh đã suy nghĩ từ rất lâu và chỉ vô tình quyết định rơi vào chúng ngày 1 tháng 4 chứ không phải là cú lừa nào hết. Tuy nhiên thì rất nhiều người đã soi ra 3 điểm bất hợp lý trong video này và đặt ra nghi vấn là Virus chỉ ẩn kênh đi mà thôi. Đầu tiên là việc là số người đăng ký trên kênh YouTube mà Virus xóa. Như chúng ta cũng đã biết thì kênh Virus có hơn 4 triệu subscribe, nhưng hình ảnh cắt từ video cho thấy là kênh YouTube mà nam streamer xóa chỉ có 1.292 subscriber. Điểm thứ hai, theo như thống kê từ trang Social Blade thì số video mà kênh Virus đăng tải là 2.635 video. Tuy nhiên thì trong video thì kênh chỉ xóa có 3.135 video mà thôi. Điểm thứ ba là việc mà ẩn kênh hay xóa kênh đều khiến cho các comment biến mất. Đặc biệt là anh chàng cũng đã comment giải thích về việc này. Đây không phải là một trò đùa mà mọi người có thể kiểm tra tất cả các comment, tất cả các video ở YouTube xem. Profile sẽ bị xóa trước, channel sẽ bị xóa sau 1-2 ngày. Và khi bạn chọn ẩn kênh hay là xóa kênh thì tất cả bình luận và câu trả lời đều bị xóa. Theo trao đổi với một vài người có kinh nghiệm làm video trên YouTube thì đang có nhiều nghi vấn cũng như giả thiết được đặt ra rằng liệu Virus có thật sự là xóa kênh của mình đi hay không, hay là chỉ ẩn trong đó một ngày cả tháng 4 mà thôi. Chương trình Chạy Đi Chờ Chi đã chính thức quay trở lại với mùa 2 và một thông tin mới đây thì Hương Giang cũng đã xác nhận sẽ tham gia chương trình này. Nhưng phản ứng bất ngờ của khán giả cùng nhau hù hù bỏ xem khi trước thông tin này của Hương Giang. Thông tin Running Man phiên bản Việt sắp sửa quay trở lại sau hơn một năm kết thúc khiến nhiều người hâm mộ không khỏi vui mừng. Tuy nhiên thì song song với tin vui đó cũng sẽ là một tin khiến nhiều người sỉ mặt. Dàn cast của mùa 1 có khả năng rất cao là sẽ bị xáo trộn. Không để khán giả đợi thì đơn vị sản xuất mùa 2 của Running Man, Da Dong Promotion cũng đã xác nhận sẽ có những gương mặt mới tham gia dàn cast này.
Trong đó thì Jack, Thủy Ngân, Lâm Vĩ Dạ là những gà cân của công ty và thường xuyên góp mặt trong các chương trình. Carrick cũng là một cái tên được đồn đoán khá nhiều trong lần này. Mới nhất là nguồn tin đã truyền ra rằng khả năng là Hương Giang cũng sẽ góp mặt trong chương trình Running Man Việt Hóa. Tuy nhiên thì nữ hoàng chuyển giới chỉ tham gia một tập của chương trình mà thôi, không nằm trong dàn cast cố định. Trước thông tin này thì một số khán giả đã đòi bỏ xem vì ảnh hưởng tiêu cực của các scandal trong năm 2020 Hương Giang vẫn để lại dư âm. Song song đó thì cũng không có ít ý kiến khẳng định rằng Hương Giang là một trong những lựa chọn không hề tồi. Cô nàng vừa mặn mòi vừa chịu lăn xả xông xáo cho mọi nhiệm vụ dù dễ hay khó. Chương trình cuộc đua kỳ thủ của Hương Giang tham gia chứng minh được điều đó. Một thông tin khiến nhà dương mạng chú ý mới đây khi The Remix Việt Nam sắp sửa quay trở lại. Và điều đáng chú ý nhất chính là dàn thí sinh trong năm nay. Và có rất nhiều nghệ sĩ được yêu mến cũng như là có rất nhiều nghệ sĩ đã đầy thị phi. Trưa ngày 1 tháng 4 thì cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin về sự trở lại của The Remix, Hoa Âm Ánh Sáng, chương trình Tầng Gây Sốt với 3 mùa phát sóng, chứng kiến được sự đăng quang thuyết phục của Đông Nhi, Nương Phước Thịnh và Bảo Thi. Cụ thể thì theo thông tin được fanpage đăng tải, thì đây là màn tái xuất cực kỳ chất lượng của The Remix với sự tham gia của dàn line-up đỉnh cao, được nhiều khán giả yêu mến. Ngoài ra thì chương trình cũng được đổi tên thành The Heroes. Theo đó thì nguồn tin cho hay, dàn line-up tham gia chương trình sẽ bao gồm những cái tên đình đám trực tiếp đối đầu với nhau như là Chi Bu, Phí Phương Anh, trong bộ gia đình của Hoa Giang Bột gồm Hoa Minh Di, Eric, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Quân IB, Hoài Lâm, Hasara, Amy, Mỹ Anh, Ali Hoàng Dương. Chỉ cần nhìn vào dàn line-up thì dân mạng vội vàng khẳng định đây đích thị là chương trình hot nhất những ngày sắp tới. Chi Bu, Phí Phương Anh luôn là hai cái tên luôn đình đám mỗi lần ra mắt với các sản phẩm âm nhạc. Với sự châu chuốt về hình ảnh, âm nhạc hợp với xu thế, liệu cả hai sẽ khuấy đảo tưng bừng sân khấu nếu thật sự đặt chân đến cuộc thi năm nay. Chưa rõ thực hư lại up và nghệ sĩ tham gia The Remix năm nay chính xác là bao nhiêu phần trăm, nhưng với độ hot của dàn thí sinh năm nay thì khán giả hoàn toàn có hy vọng rằng mong đợi, thậm chí chỉ cần 50% số lượng trong đây thôi cũng đã đủ bùng nổ sóng truyền hình và mạng xã hội. Và ngay bây giờ hãy cùng với SD chúng mình cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Mến vừa rồi thì chúng ta vừa cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.